Ngày 4 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đến thăm, động viên, tặng quà cán bộ chiến sĩ đơn vị quân đội tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, gồm Trường Quân sự Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, Sư đoàn Bộ binh 309 và Trung đoàn Bộ binh 250, Sư đoàn Bộ binh 309 thuộc Quân đoàn 4. Tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao kết quả tổ chức cách ly điều trị cho người mắc COVID-19 mà đơn vị tham gia thực hiện. Từ ngày 1 tháng 1 đến nay, Bệnh viện Dã chiến Củ Chi đã tiếp nhận 2.871 người và có tỷ lệ rất cao, hơn 2.200 bệnh nhân đã được xuất viện. Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Dã chiến và khu cách ly, đảm bảo đầy đủ kịp thời cơ sở vật chất hậu cần, cử cán bộ chiến sĩ tham gia phục vụ cho người cách ly, cũng như đảm bảo nhiệm vụ an ninh trật tự. Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, những nỗ lực của Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh nói chung là minh chứng cho tinh thần khi dân cần là bộ đội luôn có mặt. Thành phố Hồ Chí Minh đang kêu gọi các bệnh nhân đã chiến thắng COVID-19 tham gia phòng chống dịch và phục vụ F0. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ mong muốn tinh thần này được cán bộ chiến sĩ lan tỏa, trực tiếp tham gia vào các hoạt động phòng chống dịch tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Tại Sư đoàn Bộ binh 309, đồng chí biểu dương và bày tỏ cảm kích trước tinh thần lăn xả vào nơi khó khăn, thể hiện tinh thần trách nhiệm chống dịch. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, nghĩa tình này, ân tình này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không bao giờ quên.